Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Phước, huyện Long Thành vừa phối hợp Trung đoàn Tên lửa 93 và các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo tổ chức ra quân thực hiện công tác dân vận nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Tại đây, lực lượng dân vận hơn 400 người đã ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh khắp các trục đường trên địa bàn, trồng 1.500 cây xanh, hoa các loại, trao một con bò giống, tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn, tặng 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, trao 26 bình chữa cháy cho 26 tổ nhân dân và tổ chức thi đấu giao lưu bóng đá nam nữ. Tổng kinh phí tổ chức được dân vận hơn 60 triệu đồng, đã giúp cho cảnh quan nông thôn và đời sống tinh thần của người dân được nâng cao thêm.